cơ mới. Các ngân hàng họp khẩn. Trong những tháng gần đây, các quan chức Trung Quốc đã phải đối mặt với một cuộc chiến thương mại với nhiều thất bại nặng nề với Hoa Kỳ, một nền kinh tế ngày càng chậm chạp và dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Tuy nhiên, một hình thức bong bóng kinh tế mới nổi lên cũng đang khiến các quan chức và ngân hàng Trung Quốc phải đau đầu. Những đôi giày sneaker, ngân hàng trung ương Trung Quốc cảnh báo thực trạng trong việc bán giày thể thao có thể dẫn đến rủi ro tài chính, gây nguy hiểm cho nền kinh tế nói chung và các nhà đầu cơ nói riêng. Các chuyên gia tài chính khẳng định, Việc giao dịch các đôi giày sneaker phiên bản giới hạn đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Adidas hay Nike có thể thổi mức giá lên quá cao, nhà nước không thể kiểm soát và dẫn đến đầu cơ cũng như gian lận tài chính. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, họ đã phải tổ chức một cuộc họp ngắn cùng một số ngân hàng khác để thảo luận về những dấu hiệu báo động đối với các hình thức gian lận trong thị trường sneakers. Các hành vi phạm pháp bắt đầu xuất hiện bao gồm đầu cơ gây vốn và sử dụng tiền gửi bất hợp pháp, mua bán giày thể thao cũng không khác gì đầu tư chứng khoán hơn 10 nền tảng đã được xây dựng để phục vụ hoạt động giao dịch những đôi giày thể thao này, và chúng được giao dịch như các giao dịch trên thị trường chứng khoán.